kể chuyện, ông thân thầy, luyện thần thông, bùa chú. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Mọi ngày là bước 3, cái bước 4 thì là bước thân hành niệm. Thì thân hành niệm phải tin rằng là nếu mà tâm chưa đi được nghĩa pháp thì không nên tập. Vậy thì chúng con chúng ta con đặt những cái phần tại vậy thì là cứ nhận xứ thì xin mình vậy là cái chế pháp tinh hành thân hành niệm và tinh hành tiên xứ nhận xứ thì nó khác nhau và nó giống nhau ở chỗ nào? À, khi nào con lưu ý kỹ không, cái pháp thân hành niệm á, thường thường mà mình tập chuyên nó mà trong khi đó tâm mình chưa ly dục cái pháp đó, chưa ly dục cái pháp tức là cái tâm còn phàm phu mà ôm chặt cái pháp thân hành niệm, cứ tác ý từng hành động nó mà tập đó, thì nó thành cái nội lực, nó thành cái thần thông đó. Nó đẩy mình đi, nó hiện ra những cái thần thông. Chẳng hạn mà tu thời gian sau cái ngồi đây mà mình ngồi đây mà cái chuyện gì xảy ra xung quanh mình biết hết, thành ra nó có tha tâm thông. Bởi vì thầy nói khi mà tâm ly dục ly ác pháp chưa có đó, mà mình tu cái pháp này nó có thần thông rồi thì khó gỡ lắm đấy, còn không phải dễ. Người ta có thần thông rồi thì bây giờ nói người ta không có đủ tin đâu, người ta thể hiện thần thông, người ta tin người ta tu tập, cho nên nó nguy hiểm đấy con. Mấy con không giải thoát đấy con, cái dục không có ly được, cái ác pháp không có ly mà nó có thần thông là đi ra sẽ làm thầy, dùng thần thông như các vị lạc ma thầy nói đó. Thậm chí như cả Phật giáo Việt Nam mình họ dám đem cái điều đó mà họ qua họ lừa đảo. Họ lừa đảo cả Phật giáo Việt Nam mình, cả tín đồ Phật giáo Việt Nam mình cảm kích. Như vậy họ dám làm, họ đâu có sợ tội lỗi. Cái ngã họ ghê gớm lắm chứ đâu phải thường đâu. Nhưng mà con thấy người ghê lắm chứ không phải. Chứ không phải không đâu. Cho nên vì vậy, cho nên thầy bảo rằng cái người mà tâm chưa ly dục lén pháp thì không nên ôm pháp thân này. Có nhiều người ôm thấy thần thông rồi. Thật sự ra họ nói thầy không có thể hiện thần thông. Thầy dạy cái pháp thân mình để cho họ thấy thần thông. Khi họ tập họ đi rồi, cái lực nó đẩy để thấy thần thông lực của nó. Đó là thầy bảo dừng ngay liền, không cho tu nữa, chứ tu nữa là nguy hiểm. Thầy nói thầy đó là cái phương pháp luyện thần thông của người ta, phương pháp của Phật, pháp thân niệm. Mà tâm mình hồi đó mình ôm pháp, mình cứ mình tác ý chứ mình có ly dục đi ăn pháp đâu. Cho nên dục ham muốn của mình nó bụng ở trong này nè, mà nó có thần thông rồi, cái ham muốn nó sẽ thành cái danh rất lớn, mới còn nguy hiểm vô cùng. Thầy dạy, cho nên cho thầy dạy đâu có căn bản lắm, thầy đâu có để cho mấy con lạc nẻo. Cho nên vì vậy mà đi kinh hành phải không tầm, nếu mà nó nhẹ nhẹ thì mấy con đi kinh hành bình thường nó ba giai đoạn, mà lỡ mà nó vụt tới vụt lui nặng quá thì mình chỉ ôm pháp thân hành niệm để cho mình đi, mình phá nó rồi thôi dừng lại chứ đâu có tu nữa, còn hiểu không, chứ đâu phải ôm luôn không tu. Còn không nghe pháp thân hành niệm thầy cho ôm tí, giờ nào cũng tu, giờ nào cũng tu, chừng tháng sau nó bắt đầu có thần thông. Trời đất ơi, chắc kêu tay cho thầy nói thầy cứu chắc không nổi rồi, nó hơn thầy rồi. Lúc bây giờ nó ngồi thiền mà nó bay đi hư không được rồi thì quy thầy rồi thì lâu đâu có được. Nghe không, còn hiểu chưa? Phải rồi, cái gì mà mấy con đọc kinh sách mấy con hỏi thầy, bởi vì không thể nào có ngôn ngữ muốn nói cái pháp đó mà nó hết được, nói chung chung vậy thôi rồi mới dạy phải hiểu. Rồi con thì thầy dạy rằng không có đi với sư hùng, không có linh hồn, chúng con cũng rất tin. Nhưng mà thực tế là trong cuộc đời có những cái điều mà chúng con không thể lý giải được, cho nên là con với những cái chi thành càng phải thêm những cái con cầu. Ví dụ như trong cái điện lời chú Phật, thầy nói rằng ông thân của thầy là Tu Mẫn Tông và có cái năng lực mà sao khi người đến ăn trộm măng đến như thể trần ở đó đó thì, và hiện nay ở trong cái xã hội như là cũng nhiều những cái hiện tượng mà chúng con thấy rằng cũng không thể giải thích được, thì không biết rằng là cho nhân quả hay là cho tiến cách của thầy đã như chúng con khi dừng hồi từ thầy đã. Nói chung là cũng đều là nhân quả hết mấy con. Chúng ta thầy là ngày xưa cũng là một tu sĩ ở tại đây nè, ổng đi lên núi cậu cũng luyện thần thông, luyện bùa chú cũng giúp như mấy em mật tăng, luyện về đây rồi cũng linh lắm. Cho nên vì vậy mà ở xung quanh cái dòng chùa này là khe hồi trước, khe không khe cái măng đồ đó, khe gai cũng lên măng, rồi mấy cái người nghèo xung quanh đây họ đi cắt để họ bán, hoặc là cắt về luộc kho nó canh đồ ăn vậy đó. Thì họ đến đây họ thì ông thân thầy bắt đầu đó dùng thần chú, cái đọc thần chú, cái ở ngoài kia đứng ngắt, bắt cái thông đứng không thấy. Đâu có phải mà mật tông thần chú nó không linh đâu, nó linh lắm rồi, cái lực tưởng của nó mà đâu có dễ, nó bắt người ta đứng ngắt à.
Thân thầy Veda đó. À, thì à, ông thân thầy ra từ ổng xả ra cho mang đem về ổng bắt ổng rầy rà gì á, ổng chỉ khuyên thôi đừng ăn cắt, đừng cắt của chùa nữa, mà có vậy thôi. Cho nên vì vậy mà nhờ cái lực đó nó có thể bảo vệ được cái chùa, viện cái chùa nó không ai vô. Chứ bà con sớm này ta nghèo lắm người ta, nhưng mà ông thân thầy thì cũng tốt, tại vì ổng làm, ổng làm bùa làm chú để trị bệnh và hút thuốc trị bệnh ta thôi. Mà thầy sinh ở trong gia đình như vậy mà thầy không chịu này, lỏ hết. Chính ổng làm cái người mà tiền dạy lại cho thầy hết. Thì tôi còn thầy xin hết, thầy thấy cái chuyện này làm. Dạ thưa thầy, bây giờ ngoại thảo vẫn tiếp tục làm như thế mà dân thì kém, không hiểu được thì vẫn cứ làm như thế, làm sao để có thể dân vượt qua được như thế nào? Bởi vậy bây giờ chỉ có cái sách vở của thầy lần lượt rồi. Nó sẽ phá cái cách nào thầy viết cái này là cái dùng cái lực tưởng để mà gạt người ta lấy tiền. Chính ông thân thầy làm thầy viết. Chứ người thật đâu thầy đối thiện. Có cơ thầy thầy sẽ khỏi thầy. Thầy nói người ta nói là thầy chỉ dạy theo đặc tướng. Cho theo đặc tướng thì hôm nay thì con thành tâm. Thì con đưa ba con lên. Thầy gặp thầy thì để cho thầy cho ba con cái thầy thức ký cho ba con xả. À, bây giờ là con xin thầy cho ba con một cái câu tác ý, con có hứa gì? Được rồi, thầy sẽ dạy cho con một câu tác ý. Con sẽ về tác ý một câu này thôi, theo cái đặc tướng thôi. Tâm bất động, ly tham sân si hết. Chỉ có thanh thả an lạc tư tưởng, con nhớ câu đó. Con lấy viết con dưới đi. Tâm bất động. Thưa thầy, ly tham sân si hết. Ly tham sân si hết. Liên tham sân si hết. Đó, có vậy thôi. Thế thầy, chẳng hạn là cái này, con không có tu thần thông, không có học thần thông, mà nhiều khi con dẫn ai một cái gì, cái con biết được hết cái người đó. Mà không phải là ở tận đây, ở tận Hà Nội, ở tận quê cơ, mà con biết được. Cái đó là cái tưởng của con nó giao cảm đó bạn. Khi mà giận, khi mà giận lên đó, ý thức con giận. Hay là không phải là giận, nhưng mà một chuyện vui, chuyện buồn gì ở tận đó mà con biết được. Cái tưởng của con giao cảm đó bạn. Khi mà con cái ý thức của con, ở cái ý thức con còn muốn, con giận hoặc là con vui, con muốn biết cái chuyện đó thì cái tưởng con nó giao cảm liền, nó biết. Không sai. Thế thôi con chỉ có thế thôi, chứ quan còn là cái tu bây giờ con cứ giữ cái tâm con bất động. Thì để cái tâm bất động là bất cứ thế, con chỉ cầu nguyện rằng ai ghét mình chứ mà mình không nên ghét người ta. Ai hại mình thì kệ người ta. Hay lắm á. Không bao giờ hại lại người ta. Các con chỉ có thế rồi mà. Thôi cái dễ thôi đó, hay lắm á. Hay lắm á, vậy được rồi. Thầy xin phép con hiểu cho cô ba hỏi thầy này. Con không hỏi đi con. Con nói đi. Hồi nãy thầy dạy. Dạ cô đây. Dạ cô ba, cô đây này khỏe như bị bệnh nan y. Dạ. Thành ra xin thầy một cái câu phải không? Thầy cho một câu tác ý rằng hàng ngày đang cho khỏe, tu tập đang cho nó. Ráng nhớ về giữ cái câu này, con tu thì con sẽ hết à. Cọ là vô thường, an tịnh thân hành. Tôi biết, tôi nhớ vô, an tịnh thân hành. Tôi đi. Cọ là vô thường, con nhớ. Dạ, con nhớ. Cọ là vô thường. Phải đi. Con nhớ. Con ghi con. Dạ. Cho con về. Luôn luôn lúc nào cứ yên tĩnh, con một mình con thì con tác ý câu đó là con nhớ vô tở ra nhẹ nhàng đó. Lần lượt cái bệnh con sẽ hết. Nó sẽ cái thân con nó an ổn thôi. Nó phục hồi thôi. Cái câu đó nó sẽ phục hồi, con tác ý nó sẽ phục hồi. Con ngày nào tu vậy, sau một tháng, hai tháng, cơ thể mình sẽ phấn. Thọ là vô thường. Thọ là vô thường, cái thân bệnh này đi. Con dạ rồi. Rồi, cái thọ là vô thường, cái thân bệnh này đi. An tịnh thân hành, tôi biết vô. Thọ là vô thường, cái căn bệnh này đi. Cái căn bệnh này đi. Đuổi nó, cái căn bệnh. An tịnh thân hành. Tôi biết tôi hít vô. An
tịnh chân hành tôi biết tôi thở ra. Tôi thở ra. An tịnh chân hành. Tôi biết tôi thở ra. Tôi thở ra. Con nhớ con về con giữ một câu đó, con luôn luôn tu một câu đó thôi. Thân con sẽ phục hồi. Dạ, cô Diệm Ba cũng nói xong thực hiện đó thầy. Hôm khám mình thực hiện đây, cô bà cũng có cái mạnh thường quân để mà trợ duyên khám bệnh và mổ mắt mấy cái đợt gì rồi á thầy. Giờ đợt thứ ba này nữa, nhà cô Diệm Ba cũng là bên luật sư. Và con rất là có đạo đức gì thì cho em khi đọc được cái sách thầy rất là muốn để lên ý kiến thầy. Dạ, nay cũng là đủ bất duyên lành. Này đoạn con cô Diệm là con nó có thôi thầy quan nghĩ thầy xin nhận cho làm cái việc tiếng thương thầy mong mấy con về nghe lời thầy dạy cho con ráng tập tu mấy con. Dạ, thưa cái câu tác ý này là ngồi nằm gì cũng được con chứ không phải là đợi ngồi không đâu con. Nằm cũng tác ý được, ngồi cũng tác ý được, đi mà là lỡ ví dụ hồi đó giờ đang ngồi thiền rồi bây giờ mình tác ý để mà vô lậu đó, tác ý vô lậu mình lỡ hồi đó giờ ngồi thiền, bây giờ mình ngồi thiền nhưng mà mình chuyển sang cái đó được. Đâu có con, được, mình chuyển sang chỗ tác ý. Dạ. Thôi, xin nhắc lại cho thầy nha. Thôi, bây giờ thầy đang nghỉ rồi. Bây giờ con sẽ gửi này lại cho cô Út nha. Dạ, thầy chứng minh con. Dạ. Chào, chào. Chào với con nữa. Bây giờ con có nói thêm câu để thầy đi vô nghỉ. Bây giờ những câu thầy dạy có đọc thuộc lòng tới mức nào hay chăng nữa, nhưng mà trong tâm có an thì không hẳn vứt đi hết. Xin mời các bạn tìm đọc kinh sách của trưởng lão Thông Lạc tại tu viện Chơn Như. Sách chỉ tặng, không bán.
Bye.